đang được bày ra. Bên cái bàn trước mặt Thảo là đồ ăn nhẹ, dessert, tráng miệng. Còn là mấy chị bên kia đang làm đồ mặn. Happy birthday liên đoàn bắt đầu. Cái góc bên đây là mấy anh, mấy chú đang đốt lửa chuẩn bị làm bánh mì kẹp, hot dog với hamburger cho các em. Hôm nay là mừng sinh nhật 2 năm của liên đoàn bắt đầu. Bữa nay sao gió quá chừng luôn. Thảo đi quay ở trong cái khu này mà gió bay bay luôn á. Cảnh rất là đẹp nhưng mà hơi lạnh. Hôm qua Thảo làm rau câu, giờ Thảo sắt ra để đem đến tiệc. Có cái rau câu này hình chiếc lá rất là dễ thương. Cái cảnh cái khu công viên ở trung tâm của thành phố Santa Clara đẹp quá chừng luôn. Bữa nay Thảo vô sớm. Bữa nay là sinh nhật lần thứ 2 của liên đoàn bắt đầu. Liên đoàn hướng đạo sinh mà Vincent tham gia. Đi liên đoàn này á, Vincent nó ngoan hơn, có tính tự lập. Rồi biết giúp đỡ Thảo rất là nhiều. Ở trong đây dạy cho các em rất là ngoan, dạy về đạo đức cũng như giữ gìn sức khỏe và các sinh hoạt tập thể. Các phụ huynh thì đang nấu đồ ăn cho các em, rất là nhiều đồ ăn. Ở San Jose này có nhiều liên đoàn lắm của người Việt á. Ngoài ra còn có rất là nhiều liên đoàn của các sắc dân khác nữa. Giống như liên đoàn hướng đạo sinh này đó, là một cái chương trình lớn của nước Mỹ luôn á. Cái này là riêng của người Việt của mình. Thảo tham gia cái group này của người Việt. Giờ Thảo vô trong đó coi có đồ ăn gì nha, với coi các em đang chơi các trò chơi gì. Món này mì xào, bánh pate xô, cái này loại bánh quế, cái này gỏi cuốn, nem cuốn. Cái này gỏi bò. Đồ ăn đang được bày ra. Cái góc bên đây là mấy anh, mấy chú đang đốt lửa chuẩn bị làm bánh mì kẹp, hot dog với hamburger cho các em. Các em đang chụp hình rất là vui. Hôm nay liên đoàn sinh hoạt từ 10 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Các phụ huynh mỗi người đem một món ăn tới. Bữa nay rất
viên này có một hồ nước lớn và có nhiều vịt trời lắm. Thấy con nào cũng to hết trơn á. Mấy em vịt đó đang ở sau lưng Thảo quá chừng luôn, nó không có sợ Thảo gì hết á. Hả? Có con cò nữa. Con cò trắng rất là to. Mấy chú vịt trời đang phơi nắng. Còn một đàn rất là đông, hơn 100 con đang tắm ở dưới hồ. Cái công viên này có vẻ hoang sơ. Chú cò trắng nó đứng đó hoài luôn, chắc đợi bắt cá. Thảo mới đi vòng hết cái hồ này nè, cũng hết 7-8 phút mới đi hết cái hồ này á. Vịt trời sao nó thích ở đây dữ, không biết ở đây có đồ ăn cho nó không, mà sao con nào con nấy to lắm. Một chú vịt bị thương, Thảo không biết tại sao nó bị thương, tội nghiệp quá. Nó bị con gì cắn rồi, bị thương. Cái chân nó bị thương rồi, nó đứng không có thẳng được. Ở đây có cái mấy cái bụi hoa hồng đẹp quá. Giữa công viên có một cái khu trung tâm, có một cái vòng tròn được bao quanh bởi những cái cây. Những cây này cũng già lắm nè, người ta lấy mấy cái cọng dây sắt đó, người ta quấn nó, cột nó, tạo hình cho nó nương theo mấy cọng dây, tạo thành một cái vòm tròn rất là đẹp. Người ta làm rất là kỳ công. Thảo thấy chắc cỡ 20-30 gốc như vậy á, cho nó bò lên đây, tạo thành một cái mái vòm. Có rất là nhiều gốc, mỗi gốc là một cây cột màu đỏ. Bên kia có một nhóm người đang tập giống như yoga vậy đó. Không khí ở đây rất là mát mẻ. Dạ. Bữa nay sinh nhật rất là vui. Giờ buổi chiều rồi, liên đoàn cô chú anh chị và các em đi về. Thảo cho Vincent tham gia vào hướng đạo sinh á. Ở trong đây hai tổ chức đi cắm trại, đi đến mấy cái công viên rất là đẹp để sinh hoạt, vui chơi, rồi đi vô rừng hay là đến những cái vùng sâu vùng xa. Nên thỉnh thoảng Thảo quay cho cô chú anh chị và các em coi cho vui, cho biết về đời sống của người Việt ở Mỹ. Con Thảo tham gia cái liên đoàn này rất là tốt. Liên đoàn Bắc Đảo, cô chú anh chị phụ huynh ở trong đây rất là dễ thương, các em rất là ngoan. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video của Thảo nha. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Chúc cô chú anh chị và các em luôn vui vẻ bình an.